momo.com. Bé chơi chẳng lẽ Momo cực kỳ uy tín. Trao thưởng chỉ trong 5 giây, thanh toán tự động 24/7. Tất thắng tuần nhận thưởng quà to. Truy cập ngay trùng momo.com để kiếm tiền nhé. Những sự thật gây ám ảnh trong Liên Quân mà chưa chắc bạn dám nghe. Sự thật thứ nhất, từ khi VZ Thủy Thần Kiều Diễm xuất hiện, rất nhiều người đặt ra câu hỏi về nguồn gốc thân phận này của VZ. Thực chất, nó có liên quan tới việc cô lập khế ước máu đáng sợ với nữ hoàng bóng đêm Veza, là sát thủ siêu cấp của Hội Ám Hoàng, hội thu nhặt những đứa trẻ sống sót trong chiến tranh, nạn đói, dịch bệnh, thậm chí thẳng tay sát hại ba mẹ và bắt cóc những đứa trẻ đáng thương này để đào tạo ra những sát thủ tinh anh, và VZ cũng là một trong những đứa trẻ xấu số đó, bị tẩy não và trở thành một cỗ máy giết chóc không gớm tay. VZ có tình cảm đặc biệt với Quillen, một trong những thủ lĩnh tối cao của hội, thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mạng trong những nhiệm vụ do Quillen đề ra. Để có được niềm tin và trái tim chàng, cô đã tìm đến Veza lập một khế ước máu, mà đến cả ma quỷ cũng không dám thực hiện. Khế ước thành lập sức mạnh bóng tối tà ác bao quanh cơ thể VZ, khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự thật thứ hai, nhờ có sức mạnh tà ác từ nữ hoàng bóng đêm, VZ trở thành một con người hoàn toàn khác. Những cuộc tàn sát giờ đã trở thành thú vui tiêu khiển của cô, nhưng Quillen vẫn không chút rung động mà chỉ thương nhớ đến người con gái khác, kẻ từng phản bội Quillen và Hội Ám Hoàng. Không can tâm, VZ bằng mọi giá cho Quillen thấy cô không thua kém bất kỳ ai, khao khát sức mạnh lại một lần nữa trỗi dậy. Cô đã tiếp tục tìm đến Veza thực hiện một lần nữa nghi thức cổ xưa. Lần này sự đố kỵ đen tối đã khiến pháp trận giải phóng một nguồn sức mạnh bí ẩn được niêm phong hàng thế kỷ. Sức mạnh này đã hòa làm một với trái tim của thiếu nữ đang vỡ vụn, đánh thức thân phận thủy thần sâu thẳm trong con người VZ. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà bạn chưa biết đến. Sự thật thứ nhất, Tháp Quang Minh đã gián tiếp đẩy Hazate vào con đường hắc ám. Vì sự trói buộc của khế ước năm xưa giữa Tháp Quang Minh và đảo Sương Mù, nên các ninja của đảo phải phục tùng những nhiệm vụ do Tháp Quang Minh đề ra. Trong suốt các cuộc chiến tranh ác liệt, những kẻ đứng đầu tại tháp chỉ xem ninja đảo Sương Mù là con tốt thí ngoài chiến trường, đối xử bất công và tiêu diệt nếu kháng lệnh. Trong một lần làm nhiệm vụ thất bại, những kẻ này đã đổ toàn bộ lỗi lên người của Hazate. Vì không muốn để bạn của mình bị oan, nên bạn thân của Hazate đã gánh toàn bộ lỗi thuộc về mình và bị những kẻ này xử tử. Quá bất mãn trước sự việc này, Hazate đã rời bỏ đảo Sương Mù và tham gia vào thế lực hắc ám tà ác. Sự thật thứ hai, vực hỗn mang là nơi chứa đựng những việc làm tàn ác và man dợ. Nhớ về những bất mãn năm xưa, Hazate luôn nung nấu trong lòng kế hoạch ly khai đảo Sương Mù khỏi phe ánh sáng. Tại đây, bầu không khí u ám của bóng tối cùng suy nghĩ đầy oán hận, Hazate luôn khao khát có một nguồn sức mạnh to lớn để thực hiện nguyện vọng bản thân. Hazate phát hiện ra tại nơi sâu thẳm nhất của vực hỗn mang ẩn chứa một loại nước thần kỳ, khi uống vào sẽ sở hữu nguồn sức mạnh hủy diệt. Hắn đã tìm đến đây và bất chấp uống cạn thứ nước này. Sau những biến đổi đau đớn lên thể xác, Hazate đã thực sự cảm nhận được nguồn sức mạnh này và khiến những sinh vật sống trong toàn vũ trụ khi cảm nhận được cũng phải quỳ xuống kinh sợ. Hazate tử thần vũ trụ từ đó ra đời, trong tương lai những kẻ đứng đầu Tháp Quang Minh sẽ nhận lấy cơn thịnh nộ từ hắn. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chưa biết đến. Sự thật thứ nhất, Alice là người kế vị của thiên tại Vương quốc Norman sau khi vị hoàng đế này băng hà, là thành viên hoàng tộc của Norman. Alice từ nhỏ đã phải trốn chạy vì cuộc bạo chính năm xưa, nên tị nạn tại Vương quốc Okeka và gia nhập vào Tháp Quang Minh. Tại đây Alice được Eon trưởng đoàn thánh điện kỳ sĩ xem như người em gái thân thiết hết mực, yêu thương chỉ dạy và bảo vệ. Tuy sở hữu thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng trên chiến trường Alice sẵn sàng thẳng tay tàn sát bất kỳ kẻ thù nào là thành viên hoàng tộc. Cô được chọn là người kế vị đời tiếp theo của Norman vì mang trong mình một sức mạnh tiềm ẩn cùng trái tim thiện lương. Ngoài ra có một sự thật là Rasga, điệp viên hầu cận bên thiên, thực ra có thân phận là một vị hoàng tộc quyền lực bậc nhất tại Norman. Sự thật thứ hai, Nagroth đã bị tầng lớp quý tộc Norman đẩy vào con đường hắc ám. Từng sinh ra trong một gia đình quý tộc tại Norman và là con nối dõi duy nhất của cả gia tộc, từ nhỏ Nagroth đã tham gia nhiều trận chiến lớn và lập quân đoàn cho mình tên là Huyết Sắc Kỵ Sĩ. Quân đoàn của Nagroth là nổi khiếp sợ trên chiến trường và là mối đe dọa lớn với tầng lớp quý tộc Norman. Trong một cuộc chiến bí ẩn, Nagroth đã bị tiết lộ thông tin cho quân thù để mai phục và tiêu diệt quân đoàn Huyết Sắc Kỵ Sĩ. Vì quá phẫn uất trước hành động của bọn quý tộc Norman, Nagroth đã rời bỏ vương quốc và gia nhập vào thế lực hắc ám, với mong muốn quay trở lại báo thù bọn quý tộc đã hãm hại hắn. Còn rất nhiều những mối quan hệ phức tạp khác tại nơi đây ẩn chứa nhiều bí mật. Hãy theo dõi Norman Thịnh Vượng để cùng khám phá những bí ẩn này nhé anh em. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà bạn chưa biết đến. Sự thật thứ nhất, Zue từng có thể bị giết chết trong cuộc chiến tranh quyền hoàng tộc, là công chúa thứ 10 trong hoàng tộc thuộc Vương quốc Rồng. Vì sở hữu trí tuệ hơn người và năng lực sử dụng kinh mạch tạo ra cương khí nên rất được vua cha sủng ái. Ngay cả pháp bảo mạnh nhất Lục Hào Phiến của Vương quốc cũng đưa cho Zue sử dụng. Đố kỵ trước những gì Zue đạt được khiến những người trong hoàng tộc không khỏi ganh ghét. Vì thế trong một đêm, những người này đã hành thích Zue nhằm giết chết cô nàng. Chứng kiến cái chết của người hầu cận bảo vệ mình, Zue đã lộ lên bộ mặt ác như quỷ là sát. Trong màn đêm, cô thẳng tay thảm sát toàn bộ, tiếng la hét máu nhuộm đỏ cả hoàng cung. Sau sự việc, Zue càng củng cố địa vị hơn trong cái hoàng tộc nhờ nhút này. Sự thật thứ hai, Tín Nị từng cứu Isha trong một lần lạc trong rừng. Vốn xuất thân trong gia đình chính trị cao quý tại Tân Liên Hiệp, nên Isha thường hay bốc đồng bào nhà đi chơi. Trong một lần lạc vào rừng sâu, bị một bầy sói khát máu truy sát để ăn thịt, thì bất ngờ Tín Nị lao ra ứng cứu cô nàng. Về sau, Isha đem Tín Nị về nhà làm sùng vật. Nhưng có một sự thật bí ẩn, Tín Nị chính là ma chủng đến từ vực hỗn mang. Dù có là ma chủng đi nữa, với vóc dáng thân hình mũm mỉm như vậy thì mình đây cũng muốn có một bé mang về nuôi và đặt tên là Tí Nựng, để ngày nào cũng được nựng mặt của bé Hi Hi. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà bạn chưa biết đến. Sự thật thứ nhất, Kafeni được sinh ra trong một gia đình mà cả ba lẫn mẹ cô đều là người của Hội Ám Hoàng. Sau khi biết được, Kafeni đã rất sốc và đau khổ. Không thể chịu được sự tàn ác này, Kafeni đã tự tay phá hủy xưởng vũ khí và phản bội người cha mẹ độc ác của mình. Sau đó, cô bỏ nhà ra đi.
Trước khi đi, cô thấy một dãy số và nhiều ký tự lạ ẩn chứa trong căn hầm, trông như địa chỉ dẫn tới một nơi bí ẩn nào đó. Cô quyết định lên đường để tìm hiểu những mối ẩn khúc này. Sự thật thứ hai, trong chuyến đi, Kafeni đã kết thân với Anette và cùng nhau đi theo chỉ dẫn tới một con tàu vũ trụ. Khi bước vào trong thì bất chợt, phi thuyền khởi động bay vọt lên bầu trời, dẫn họ tới một hành tinh tối tăm kỳ bí. Cánh cửa vừa mở ra, họ ngay lập tức bị bao vây bởi một đội quân hùng hậu. Thì ra cha mẹ Kafeni đã đi trước cô một bước, họ muốn bắt cóc để ép cô phục tùng cho hội ám hoàng và nuôi dưỡng thế lực tà ác trên hành tinh này, đợi đến ngày thành công sẽ quay lại để tiêu diệt Athanor. Tuy nhiên, với sức mạnh của bộ giáp phi hành gia mà Kafeni chế tạo, hai cô gái đã nhanh chóng hạ gục quân lính và quyết tâm đi tiêu diệt kẻ cai trị nơi đây. Nhiều giả thuyết đặt ra rằng liệu Anette có thực sự là bạn của Kafeni, hay đó cũng chính là nhân vật được cài cắm để dẫn nộp cô cho kẻ cầm đầu. Đối với những kẻ thủ đoạn và tàn ác như cha mẹ Kafeni thì không gì là không thể. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chưa biết đến. Sự thật thứ nhất, Thên từng cứu mạng ra trong một trận chiến bí ẩn, từng là một tên nô lệ được bán cho lực lượng Sa Đoạ. Nhưng sự thật ra chính là điệp viên được Thên bí mật cài cắm vào để thu thập những việc làm tàn ác của bọn quỷ tại đây. Trong một lần ra và đồng đội âm thầm phản động nhằm làm giảm sức mạnh của lực lượng này, đã bị Preta phát giác. Hắn dẫn ra và đồng đội vào trước bẫy chết chóc, những bọn quỷ khát máu từ trong bóng tối lao ra cắn xé, phanh thây từng người một, tiếng la hét kêu khắp nơi. Preta muốn giết tên phản bội này nên đã tung lời nguyền độc địa khiến cho cánh tay của Ra dần dần bị hủy hoại. Ngay thời khắc cả cơ thể và linh hồn Ra bị ăn mòn, Thên đã kịp đến ứng cứu và tìm đến ngôi đền ánh sáng nhờ Laurier giúp đỡ. Sự thật thứ hai, Ra trở thành một con người khác sau khi được Laurier cứu giúp. Sau những tổn hại trong trận chiến với Preta, Laurier và các thiên sứ đã cố hết sức mới có thể cứu mạng Ra. Tại đây, anh vẫn không quên mối thù xưa với lực lượng Sa Đoạ. Sau khi hồi phục, Ra đã lao vào luyện tập đến mức tàu hỏa nhập ma, nhưng nhờ ý chí kiên cường, Ra đã thức tỉnh với một sức mạnh và ngoại hình hoàn toàn khác. Từ đây hãy gọi anh với cái tên Mãnh Lôi Thần Quyền, và trong tương lai chính Ra sẽ sử dụng thứ sức mạnh đến cả quỷ thần cũng phải kinh sợ này trả lại mối thù trong trận chiến năm xưa với Preta. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà bạn chưa biết đến. Sự thật thứ nhất, Zoe là một trong những vị tướng có xuất thân bí ẩn nhất Liên Quân. Trong lời truyền tụng từ cổ xưa, Zoe chính là sức mạnh ánh sáng bản nguyên thần lực dưới chân Thánh Sơn ngưng tụ mà thành. Zoe bị Illumia mang về trong điện Cloud và nàng trở thành tế ti nhỏ tuổi nhất nơi này. Tại đây Zoe chịu rất nhiều lời phê bình của những thần tộc cao ngạo, trong đó có cả Tulen. Nhưng dưới sự dạy dỗ của Senin, Zoe đã bộc lộ tài năng thiên phú với loại ma pháp cực mạnh ma pháp không gian. Điều này càng làm lộ lên nhiều nghi vấn về lai lịch của Zoe, liệu nàng có phải được sinh từ sức mạnh ánh sáng bản nguyên thần lực hay được Illumia triệu hồi bằng một nghi thức cổ xưa nào hay không. Sự thật thứ hai, Mina là vị tướng có tuổi thơ bất hạnh và bị mọi người ruồng bỏ, kể cả ba mẹ của nàng. Chỉ vì con gái Mina mang một vết bất hình dạng lưỡi hái nên mọi người xem Mina là một người bị nguyền rủa vì không chịu được sự kỳ thị của mọi người và của cả ba mẹ mình, nên Mina đã bỏ nhà ra đi. Nhưng Mina không ngờ rằng chiếc bớt trên gáy của Mina chính là ấn ký của ác ma cường đại thời viễn cổ, và vì thế mà Mina dù ở bất kỳ đâu đều có thể đánh bại những kẻ xấu nguy hại đến nàng nhờ sức mạnh tiềm tàng bên trong chiếc bớt mang lại. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà bạn chưa biết đến. Sự thật thứ nhất, trong trận chiến ác liệt với Quy năm xưa, Lữ Bố từng bị thương rất nặng khiến nội tạng gần như hư hỏng. Ít lâu sau, Lữ Bố nghe tin Quy đang luyện tập để tái đấu một trận nữa với anh. Vì vết thương chưa khỏi nên trong lòng Lữ Bố rất sợ lúc nào đó Quy sẽ tìm đến quyết đấu với anh một lần nữa, cảm thấy bất an nên Lữ Bố quyết định trốn đi thật xa, và từ đó cuộc đời anh bắt đầu thay đổi. Sự thật thứ hai, Lữ Bố chọn dừng chân lại xứ sở hoa anh đào để trị thương. Không may, Quy đã nhanh chóng tìm đến nơi này. Lữ Bố vội tháo chạy và trượt chân rơi xuống một cái thác lớn. Vì cơ thể mang nhiều vết thương, anh không đủ sức để bơi lên và dần chìm xuống đáy sâu. Khi tỉnh dậy, Lữ Bố không biết bằng cách nào mình lên được bờ, chỉ biết rằng mọi thứ trông lạ lắm. Thay vì áo giáp, Lữ Bố mặc một bộ kimono màu đen huyền bí với mái tóc chôm chôm màu cam. Thì ra, sau cú ngã định mệnh, Lữ Bố đã vượt chiều không gian để đi vào vũ trụ song song Blitz. Tại đây, Lữ Bố Ichigo là một sứ giả thần chết gần như bất bại. Với trảm hồn kiếm trên tay, anh mang sứ mệnh bảo vệ nhân loại khỏi ác ma và những thế lực đen tối. Chưa rõ liệu Quy có vào được vũ trụ Blitz để tìm anh hay không, nhưng Lữ Bố giờ đây không ngán bất cứ kẻ địch nào và luôn khao khát gặp lại Quy để trả lại mối thù xưa.